Bộ Y tế vừa có công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố và một số vụ, cục của Bộ về việc mua bán thuốc điều trị COVID-19, yêu cầu các đơn vị tiếp tục tăng cường công tác thanh kiểm tra theo kế hoạch cũng như đột xuất để phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm quy định. Giám sát chặt chẽ diễn biến, thông tin thị trường đối với các mặt hàng thuộc phạm vi quản lý đang sản xuất, kinh doanh, sử dụng phòng chống dịch bệnh COVID-19 để chủ động phát hiện tình trạng đầu cơ găm hàng, tăng giá đột biến nhằm trục lợi và có các biện pháp chấn chỉnh và xử lý kịp thời theo thẩm quyền.